Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh của Lê Phúc. Thì hôm nay mình xin chia sẻ tới mọi người một món bánh bò, đó chính là món bánh bò trong. Ở những clip trước thì mình cũng đã chia sẻ những cách làm bánh bò khác nhau. Thì cái món bánh bò trong này cách làm mình chia sẻ rất là đơn giản. Và bánh khi làm xong sẽ mềm, dai. Thì xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi hết video xem mình làm cái món bánh này nha. Nếu xem video vẫn chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Thì để chuẩn bị làm cái món bánh bò trong, ở đây mình có sử dụng là 300g bột gạo lọc, 280ml nước ấm, 5g men nở, đường thì mình sẽ sử dụng ở đây là 150g, chút xíu muối và sử dụng 100ml nước dừa tươi. Thì làm bánh bò trong này mình phải sử dụng cái nước dừa tươi thì mới ngon nha. Về phần màu, ở đây mình có sử dụng là màu lá dứa và lá cẩm. Thì hai cái màu này mọi người nên làm cho nó đậm đặc một chút xíu thì mình pha màu nó mới đẹp nha. Khuôn để hấp thì mình sẽ sử dụng ở đây là khuôn hấp bánh bò. Khuôn này mình mua chỉ có 10.000 một chục thôi. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng vào bếp xem mình làm cái món bánh bò trong này. Để chuẩn bị làm thì mình sẽ cho vào trong chén là một muỗng cà phê đường và 3 muỗng canh nước ấm. Tiếp theo thì mình sẽ cho hết vào đây là 5g men nở lúc nãy mình đã chuẩn bị. Men ở đây thì mình sử dụng là cái loại men ngọt nha. Men ngọt thì mình làm bánh nó mới ngon. Xong thì mình cầm cái chén mình lắc như vậy nè, để cho men nó được đều á. Và mình để đây, mình ủ từ 5 tới 7 phút. Thì lưu ý khi mà mình kích hoạt cái men này, mình chỉ sử dụng nước ấm thôi, không làm nước nóng nha. Nếu như mà sử dụng nước nóng thì men nó sẽ chết, không làm được. Sau khi đã ủ men xong rồi thì mình cho hết 300g bột gạo vào trong một cái thau. Rồi mình cho phân nửa cái số nước ấm vào. Tại vì cái bột gạo lọc này nó hơi khó tan nên là mình sẽ đi bóp nhuyễn ra trước nha. Trước khi làm thì mình nên vệ sinh tay sạch. Mình sẽ bóp cho cái phần bột gạo lọc này nó mịn ra thì mình làm bánh nó sẽ dễ hơn. Chà, những cái phần bột như vậy nè, nó tan ra một chút xíu thì một lát nữa mình nhồi nó sẽ dễ. Bột thì mình cũng đã bóp cho mịn hết như vậy rồi. Thì bây giờ bắt đầu mình cho men vào nha. Đây là cái số men lúc nãy mình đã ủ đó. Thì mình đã ủ được 7 phút rồi. Men nó lên như gạch cua như vậy. Thì đã đạt rồi. Bây giờ mình cho hết vào trong một cái thau. Cho men vào hết thì mình dùng một cái muỗng nè. Mình trộn lại. Sau đó thì mình sẽ cho cái số nước còn lại vào. Mình nên cho từ từ, không nên cho hết nha. Vì mỗi cái loại bột đó, nó sẽ có cái độ hút nước khác nhau. Nên là mình cho vào khoảng vừa tay nhồi là được. Cho nước vào rồi thì bây giờ mình dùng một cái muỗng mình trộn lại. Thì với công thức này mình sẽ không có nhồi nha. Mình dùng muỗng mình trộn lại như vậy. Thì bột như vậy á nó cũng đã đủ dẻo rồi. Không nên làm cho nhão quá, cũng không nên làm khô quá. Trộn cho đều lại là được. Bột bây giờ thì mình cũng đã trộn cho đều rồi. Mình dùng một cái màng bầu thực phẩm mình bọc lại và mình đem đi ủ trong vòng là 2 giờ đồng hồ nha. Thì mình nên ủ với cái nhiệt độ khoảng tầm 30 độ C thì cái men của mình á nó sẽ nở tốt hơn và nhanh hơn nữa. Trong thời gian mà mình ủ bột thì mình sẽ đi nấu tới cái phần nước đường. Mình cho hết 150g đường vào trong một cái nồi và cho thêm nửa muỗng cà phê muối. Xong thì mình sẽ cho 100ml nước dừa tươi vào. Chừa cái phần cặn lại nha. Bây giờ mình bắt lên trên bếp mình nấu để cho đường tan hết. Lưu ý là mình chỉ nấu cho đường tan thôi, không cần nấu sôi nha. Nước đường và dừa tươi thì mình cũng đã nấu cho đường tan hết rồi. Bây giờ mình để đây để cho cái hỗn hợp này nó nguội và khi nào bột được thì mình sẽ quay trở lại làm nha. Bột thì nãy giờ mình đã ủ đủ 2 tiếng đồng hồ rồi, bột nở lên rất là cao. Thì bây giờ mình dỡ cái màng bột thực phẩm ra, mình dùng một cái giá. Mình trộn đều lại. Xong thì mình sẽ cho cái phần nước đường lúc nãy mình đã nấu vào. Mình cho vào hết luôn nha. Bây giờ thì mình dùng cái giá nè. Mình trộn lại để cho bột và đường á nó tan.
Đường và bột thì nãy giờ mình đã hòa tan hết rồi. Bây giờ mình đậy lại, mình ủ trong vòng 30 phút nữa nha. Mình ủ lần 2. Bột thì nãy giờ mình đã ủ được thêm 30 phút rồi. Khi mình ủ đạt thì bột sẽ có nhiều bong bóng như thế này. Bây giờ mình chia ra làm 3 phần nha. Mình múc qua bên một cái tô nè, để mà mình đi pha màu. Bây giờ thì mình pha cái màu lá dứa trước. Mình cho vào đây một muỗng nước lá dứa nè. Rồi mình dùng một cái gáo mình trộn lên để xem màu của mình nó đã đẹp hay chưa. Có cái màu xanh như vậy là được rồi nha. Mình không nên cho quá nhiều. Cho nhiều quá thì bột nó bị loãng, mình hấp bánh không có được ngon. Tiếp tục thì mình sẽ làm với cái phần lá cẩm như vậy luôn. Mình cũng cho vào đây một muỗng lá cẩm. Mình trộn đều lên. Và cái phần màu trắng thì mình không thêm cái gì hết nha. Bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi nước sôi. Để mà khi nước sôi rồi thì mình sẽ đem đi hấp. Và mình cũng đi thoa dầu những cái khuôn mình đã chuẩn bị đó. Màu thì mình đã chia ra làm 3 tô hết rồi. Bây giờ mình thoa tới cái phần khuôn. Thoa xong thì mình sẽ chất vào trong nồi. Khi nào khuôn nóng thì mình mới cho bột vào mình hấp nha. Nước mình chuẩn bị cũng đã sôi rồi. Và khuôn thì mình cũng đã thoa dầu xong. Mình xếp khuôn vào trong nồi. Để cho khuôn nóng tầm khoảng 2 phút thì mình cho bột vào để hấp nha. Bây giờ mình đậy nắp lại. Khuôn thì mình đã để nóng được 2 phút rồi. Bây giờ bắt đầu mình cho bột vào nha. Mình cho cái phần màu tím vào trước. Mình dùng một cái muỗng nè. Mình múc vừa thôi, không cần phải đầy khuôn đâu. Mỗi khuôn một muỗng rưỡi là được. Xong thì mình cho cái phần màu xanh vào. Mình cũng cho tương tự như vậy luôn. Bột thì mình cũng đã cho vào khuôn rồi. Bây giờ mình để nắp lại và mình sẽ hấp trong vòng 10 phút nha. Và trong khi hấp mình không nên dở ra. Bánh nãy giờ thì mình đã hấp được 10 phút rồi. Thì bây giờ mình dở nắp ra xem bánh đã chín chưa nha. Bánh của mình chín rồi và lên màu rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình lấy cái phần bánh này ra và cho cái phần còn lại vào mình hấp tiếp. Bánh thì mình cũng đã lấy ra rồi. Và để lấy bánh dễ hơn thì mình nên để cho bánh nguội. Bánh của mình cũng đã nguội rồi. Bây giờ mình gỡ bánh ra. Để lấy bánh thì mình dùng một cái muỗng như vậy nè. Mình khử bánh lên thì bánh ra rất là dễ. Như vậy là mình đã lấy xong một cái rồi. Mình lấy ra sớm và mình hấp cái chỗ bột còn lại nha. Tại vì khuôn của mình nó hơi ít. Bánh khi mà mình lấy ra rất là ráo, không hề dính khuôn luôn. Mình cũng đã lấy ra khỏi khuôn hết rồi. Thì bây giờ mình sẽ hấp hết cái chỗ bột còn lại luôn. Màu lên rất là đẹp luôn. Bánh thì mình cũng đã lấy ra hết rồi. Thì bây giờ bánh cũng đã nguội. Mình lấy hết bánh ra rồi cho qua bên đĩa nha. Bánh mình hấp lên cái màu nó tươi, nhìn rất là đẹp luôn á. Thì mọi người có thể thay thế bằng những cái màu nào mà mình thích nha. Có thể làm màu hoa đậu biếc cũng được. Bánh bò thì mình cũng đã lấy ra hết rồi. Bánh khi làm xong nở rất là cao và khi mình lấy ra thì không hề bị xẹp xuống nha. Bây giờ mình sẽ xé ra xem bên trong bánh như thế nào. Bánh mình làm xong á, ở trong nó có nhiều rễ tre nè. Rất là ngon luôn. Thì cái món bánh này mình có thể ăn kèm với lại thịt heo quay cũng đều rất là ngon. Thì bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn hãy cùng ăn thử với mình cái món bánh bò trong này nha. Bánh khi mà mình ăn vào á, bánh vừa mềm vừa dai, màu sắc thì lại đẹp mắt. Nếu mọi người yêu thích cái món bánh bò trong này, hãy bấm like, đăng ký và chia sẻ giúp mình nha. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.